Cách giữ tình yêu luôn nồng nhiệt cháy bỏng chỉ nhờ vài mẹo phong thủy tốt gấp ngàn lần mùa yêu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tình yêu không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn cả những khi tranh cãi, mâu thuẫn tưởng chừng khó có thể giải quyết. Nhưng có lẽ cũng như cơn mưa rào mùa hạ, ai cũng luôn mong muốn mình được đắm chìm trong tình yêu. Nhưng làm thế nào để tình yêu đến? Phải làm sao để giữ cho tình yêu không phai màu? Làm như thế nào để tình yêu không tan vỡ? Đó là những câu hỏi mà có lẽ ai đang yêu cũng muốn được giải đáp một lần. Có nhiều người không biết rằng yếu tố phong thủy là yếu tố vô cùng quan trọng trong tình yêu, giúp cho người độc thân vượng vận đào hoa, giúp cho đôi lứa bên nhau hạnh phúc. Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng quả thực thì với một vài mẹo phong thủy nho nhỏ cũng có thể khiến cho tình yêu có sự chuyển biến vô cùng nhiệm màu. Vậy thì còn chờ gì nữa? Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng kênh Phong Thủy Gia Cát khám phá những bí mật phong thủy thu hút tình yêu cực chuẩn sau đây. Bạn sẽ không phải hối hận khi sống giữa biển hồng tình yêu. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Không để giao kéo bừa bãi. Dù là các cặp đôi đang yêu hay các cặp vợ chồng, có rất ít người là không bao giờ tranh cãi với nhau. Nếu áp dụng đúng phương pháp phong thủy thì có thể những lần tranh cãi có thể trở thành chất xúc tác, giúp cho tình cảm lứa đôi càng thêm mặn nồng. Sau khi tranh cãi, tình yêu được hun đúc càng thêm vững chắc hơn. Tuy nhiên, đó là điều mà rất ít người có thể làm được. Thường thì các cuộc tranh cãi sẽ ngày càng trở nên gay gắt, mâu thuẫn leo thang, đôi bên cùng bị tổn thương, thậm chí còn có thể dẫn đến đổ vỡ tình cảm. Nhìn từ góc độ phong thủy đời sống thì nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi có lúc là do sát khí trong nhà quá vượng mà thành. Chính vì thế, nếu bạn thấy mình và người ấy thường xuyên có bất đồng, tranh cãi thì hãy thử kiểm tra lại phong thủy trong nhà. Đi một vòng những nơi như phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, xem có những vật có cạnh sắc nhọn, có tính sát thương như dao kéo, có đang để lung tung, bừa bãi hay không. Nếu có, hãy thu dọn thật gọn gàng, cất chúng vào chỗ kín, không nhìn thấy trực diện. Dao kéo để bừa bãi sẽ khiến vận xui rủi tăng thêm. Đặc biệt, nếu để trong phòng ngủ thì cực kỳ không tốt cho tình cảm vợ chồng. Dao kéo để lung tung trong nhà bếp lại gây hại cho sức khỏe gia chủ, đồng thời kéo lùi vận trình tăng tiến của tài lộc. Ở phòng khách, để dao kéo không đúng chỗ sẽ khiến cho đường công danh, sự nghiệp của gia chủ gặp nhiều ngáng trở, tiểu nhân vây hãm, ném đá sau lưng. Nếu bạn có việc cần mang theo dao kéo, hãy bọc và để cẩn thận gọn gàng trong túi. Nếu không, cả ngày hôm đó sẽ gặp phải đủ chuyện đen đủi, phiền phức. Trong nhà cũng chớ nên để dao kéo ở hướng Bắc hoặc hướng Đông, nên cất chúng trong ngăn kéo kín đáo hoặc trong giá gọn gàng. Trong nhà, bạn cũng nên trồng thêm cây xanh, song chú ý chọn những cây có lá tròn, không có cạnh sắc hay gai nhọn. Bởi theo phong thủy thì những cây có gai, có lá nhọn đại diện cho sát khí sẽ khiến cho người sống trong nhà tính tình nóng nảy, bực bội khó chịu, vô duyên vô cớ nổi nóng, gây sự với người khác. 2. Không giữ lại những thứ của cuộc tình đã qua. Nếu bạn mới đổ vỡ trong chuyện tình cảm và muốn bắt đầu một cuộc tình mới, nhất định phải vạch rõ ranh giới với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Những thứ cũ kỹ có liên quan đến tình cũ phải vứt bỏ sạch sẽ. Hãy quyết đoán và mạnh mẽ. Có thể chúng là những kỷ niệm khó phai với bạn, nhưng người xưa đã có câu, cái cũ chưa đi thì cái mới sao đến được. Hãy buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai, bạn sẽ sống trọn vẹn với tình yêu mới. Áp dụng ngay mẹo phong thủy tình yêu để nhanh tiễn cũ, đón mới. 3. Vứt bỏ những đồ đạc nhiều góc cạnh, gây cảm giác nặng nề. Nếu trong nhà bạn bài trí những đồ nội thất quá cũ hay có nhiều góc cạnh, khiến cho bạn hễ nhìn thấy là cảm giác áp lực nặng nề, thì hãy mau chóng xử lý những thứ đó. Phong thủy nhà ở vô cùng quan trọng đối với vận tình duyên. Muốn áp dụng phong thủy thu hút tình duyên thì không thể giữ lại những thứ khiến cho tâm trạng trở nên nặng nề, u ám,
đào hoa có tới cũng sẽ thấy thế mà bỏ đi mất. 4. Tạo không gian thoáng rộng trong nhà. Không gian đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp bạn tích lũy thêm nhiều năng lượng để thúc vận đào hoa, bảo vệ tình yêu đôi lứa. Hãy dọn dẹp những góc nhiều đồ đạc trong nhà, cố gắng để có được nhiều góc thoáng đãng. Ví dụ, tủ quần áo chớ nên để quá nhiều đồ, hãy dọn dẹp những thứ mình không hay mặc. Đầu giường và gầm giường phải sạch sẽ, không để nhiều thứ linh tinh. 5. Chọn đồ có đôi có cặp. Tình yêu phải đến từ hai phía, chẳng có ai vỗ một tay mà lên tiếng. Những đồ đơn lẻ, cô độc chớ nên giữ quá nhiều, tốt nhất hãy thay bằng những đồ có đôi có cặp. Cốc chén, đồ trang trí cũng cần phải có đôi. Chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp của tình yêu, giúp cho các cặp đôi có thêm nhiều cảm xúc, tình cảm dâng trào. 6. Lựa đồ vật màu hồng, hình dáng tròn trịa. Chọn màu sắc theo phong thủy thì màu hồng là màu đại diện cho tình yêu. Vì lẽ đó, đồ đạc có màu hồng sẽ giúp bạn có thêm nhiều năng lượng tình yêu. Chẳng cứ là quần áo, đồ trong nhà cũng có thể chọn màu hồng. Ví dụ như ga trải giường, rèm cửa, thảm trải sàn, cốc chén. Đặc biệt, các cô gái muốn vận đào hoa vượng phát càng không thể thiếu đồ đạc màu hồng trong nhà. Đồ vật hình dáng tròn trịa, tượng trưng cho sự viên mãn, tròn đầy, giống như tình yêu luôn đầy ắp, hôn nhân hạnh phúc, ngọt ngào. Khi lựa chọn nội thất trong nhà, bạn có thể chú ý thêm để thu hút tình duyên cho mình. 7. Bày biện đồ trang trí hợp lý. Khám phá bí mật phong thủy thu hút tình duyên, đồ trang trí trong nhà nếu được bài trí vừa phải, thích hợp sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Ví dụ, nếu bạn để ý tới một người nhưng do nhiều lý do mà hai người không có nhiều cơ hội gặp gỡ thì có thể đặt một đôi uyên ương hay chim tình yêu ở phương vị Tây Nam sẽ giúp níu giữ, duy trì mối quan hệ, dần dà phát triển lên thành tình yêu. Bình hoa cũng là đồ vật được nhiều người lựa chọn để tăng thêm năng lượng tình yêu. Nếu trên bình hoa có thêm những họa tiết tượng trưng cho tình yêu thì hiệu quả lại càng cao. Bình hoa có thể đặt ở phương vị Tây Nam trong nhà. Trong bình bỏ thêm những viên đá phong thủy. 8. Đá phong thủy giúp bạn xua tan phiền muộn tình cảm. Trong số các vật phẩm phong thủy thì thạch anh hồng được coi là viên đá vạn năng của tình yêu bởi nó có tác dụng nâng đỡ vận trình tình cảm, giúp cho tình yêu càng thêm nồng nàn, thăng hoa. Với những người đang gặp chuyện buồn, đổ vỡ tình cảm hay có cái nhìn tiêu cực về tình yêu, không gì thích hợp hơn đá thạch anh hồng bởi nó chính là vật phẩm phong thủy thu hút tình duyên cực mạnh. Đá thạch anh tím giúp chúng ta bình tĩnh và tỉnh táo, tránh xa đà vào những chuyện tình cảm không thích hợp, có lợi cho những người yếu đuối trong tình cảm. Đá mã não khiến cho sức quyến rũ tăng cao, khiến cho chủ nhân dường như xinh đẹp, rạng rỡ, vô cùng thích hợp cho những người thiếu tự tin vào ngoại hình của mình. Đá mắt hổ lại hợp với những bạn yếu đuối và thiếu quyết đoán trong tình cảm, bởi nó mang lại dũng khí và sự tự tin cho chủ nhân. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, đá phong thủy sẽ phát huy sức mạnh của nó hết mức khi chúng ta mang trên người. Bạn có thể lựa chọn vòng tay hay vòng cổ phong thủy để tiện sử dụng. Đặc biệt, đá phong thủy phải đảm bảo tính tự nhiên, nếu không sẽ không có tác dụng. Kênh Phong Thủy Gia Cát cũng xin chia sẻ thêm với các bạn những cách phối đá phong thủy để vượng vận. Thu hút quý nhân, thạch anh hồng hoặc tím cùng với thạch anh trắng, vượng vận đào hoa, thạch anh hồng và thạch anh tím, may mắn cát tường, thạch anh hồng và thạch anh hồng đỏ lựu hoặc mã não đỏ và thạch anh trắng, trừ tà hộ thân, thạch anh đen và mã não đỏ hoặc mã não đen và mã não đỏ, thăng quan phát tài, thạch anh đen và đá mắt hổ hoặc mã não xanh và thạch anh trắng, buôn may bán đắt, thạch anh vàng và thạch anh tím và thạch anh trắng, thi cử đỗ đạt, mã não xanh lam và thạch anh trắng. Quý vị thân mến, để gìn giữ hạnh phúc gia đình, việc bày trí đồ đạc hợp với phong thủy là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cách thức làm sao hiệu quả phong thủy phát huy mạnh mẽ nhất không phải ai cũng biết, nhất là làm thế nào để chỉ thay đổi phong thủy nhà ở mà đuổi khéo được kẻ thứ ba thì càng ít người hay. Không hiểu biết mà tùy tiện sắp xếp đồ đạc trong nhà thì rất có thể bạn sẽ tự tay giết chết vận đào hoa của mình, mở đường cho kẻ thứ ba bước chân vào cuộc hôn nhân hai người. Bạn hãy biết những tuyệt chiêu phong thủy để dễ đối phó với kẻ thứ ba, giúp hôn nhân bền vững, hạnh phúc mãi về sau. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát khám phá bí mật này. 1. Đầu giường có điểm tựa.
Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, giường phải được kê đúng cách. Phía đầu giường phải có điểm tựa, đại diện cho chỗ dựa của cuộc hôn nhân. Chỗ dựa của người phụ nữ là người chồng. Nếu đầu giường quay về phía cửa sổ mà cửa sổ không đóng thì rất dễ bị phá hoại vận đào hoa. 2. Hạn chế đặt bình hoa lớn trong phòng ngủ. Khi bài trí phòng ngủ, người đã kết hôn nên tránh đặt bình hoa quá lớn. Nếu không cẩn thận, đặt chúng đào hoa vị thì có thể thúc đẩy vận trình đào hoa của nửa kia, khiến kẻ thứ ba ngang nhiên tiến tới. 3. Phía dưới phòng ngủ không nên có dòng nước chảy ngang. Dòng nước chảy phía dưới phòng ngủ, hai vợ chồng biểu thị sự bất ổn, thiếu bền vững từ nền móng. Dòng nước chảy có thể cuốn trôi mọi thứ, thậm chí cả vận đào hoa. 4. Tránh mở cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Với những phòng ngủ đang khép kín, có nhà vệ sinh tích hợp sẵn bên trong thì tốt nhất nên nhớ đóng cửa nhà vệ sinh lại hoặc dùng bình phong chắn đỡ. Không làm vậy thì hai vợ chồng rất dễ vướng vào cảnh ngoại tình, phong thủy gọi đó là kiếm thủy đào hoa. 5. Treo tranh em bé. Trên tường phòng khách hoặc phòng ngủ của nhà mình, bạn có thể treo những bức tranh em bé đáng yêu hoặc tranh phong thủy như Bách Tử Đồ, Kỳ Lân Tống Tử để tâm trí người ấy luôn hướng về gia đình, nơi có những đứa trẻ đáng yêu là kết tinh tình yêu của hai người. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng đối phó với kẻ thứ ba. 6. Bố cục nhà cân đối, trái phải cân bằng. Bên trái căn nhà tượng trưng cho người đàn ông, bên phải tượng trưng cho người vợ. Khi bài trí nhà, cần chú ý cân đối hai bên. Từ trong ra ngoài căn nhà đều cần lưu ý. Nếu để phía bên trái quá mạnh, như trái có tủ cao mà phải chỉ có giá thấp, thì tương tự, vị thế người chồng cũng lớn mạnh hơn nhiều so với người vợ. Người chồng ở vào thế thượng phong, càng ngày càng không để ý đến lời vợ nói. 7. Đồ đạc màu sắc thanh nhã, tránh quá sặc sỡ. Nếu đồ đạc hay vật dụng trang trí trong nhà quá sặc sỡ sẽ không tốt cho đời sống hôn nhân. Nó sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu không ngờ đến quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu màu sắc trong nhà quá sắc lạnh, dùng nhiều kim loại hay đồ gỗ quá thì không nên, bởi dễ khiến cho tình cảm hai người lạnh nhạt. Những đồ trang trí như tranh ảnh nên chọn thứ ngụ ý cát tường, hạnh phúc. 8. Không đặt gương đối diện với giường ngủ. Nếu trong phòng ngủ lại đặt gương đối diện với giường thì rất dễ gây họa đào hoa, khiến kẻ thứ ba thừa cơ xuất hiện. Gương hoặc sẽ vượng phu tinh hoặc thê tinh, bất lợi cho hôn nhân. Chính vì thế mà nên cẩn trọng, chú ý hướng đặt các đồ vật như có tính phản chiếu, gương, tivi, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy. 9. Không dùng giường đệm hình thù kỳ quái. Nhiều người trẻ ngày nay thích phong cách mới mẻ, lạ lẫm nên bỏ qua những chú ý khi chọn giường, chọn đệm. Sai lầm này có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với hạnh phúc gia đình. Giường đôi dùng hai tấm nệm hay đầu giường có hình thù kỳ quái, ngụ ý không cát lành đều có thể trở thành mũi tên chí mạng, gây ra cảnh đồng sàng dị mộng, xa mặt cách lòng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.